Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ hàng tuần tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư. Xin chào cô. Chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về du học Mỹ, đặc biệt là giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới việc du học Hoa Kỳ giữa đại dịch COVID và những chương trình gần đây chúng tôi liên quan nói tới những cái ngành học liên quan tới COVID cũng như là vấn đề bảo vệ sức khỏe cho du học sinh tại Mỹ. Thì tiếp nối chuỗi đề tài đó, ngày hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những thông tin mới liên quan tới việc vaccine ngừa COVID đối với du học sinh. Giữa lúc mà chúng ta đã biết là nước Mỹ đang triển khai những liều vaccine đầu tiên từ công ty Pfizer kết hợp với BioNTech cùng với vaccine của Moderna đã được chuẩn thuận tại Mỹ và đang triển khai cho những danh sách ưu tiên đầu tiên tại Mỹ. Thì những danh sách đó, ngoài những diện ưu tiên như là các y bác sĩ, những người trong lực lượng ứng phó đầu tiên với COVID, thì kế tiếp là những bệnh nhân hoặc là những người lớn tuổi được chăm sóc sức khỏe dài hạn ở những nhà nội trú dành cho người già, nursing home, tức là viện dưỡng lão, hoặc là những người trên 75 và sau đó tới những người trên 65 tuổi trong cộng đồng. Hiện bây giờ tiến trình triển khai vaccine tại Mỹ đang dừng lại ở danh sách ưu tiên tại đó. Nhưng mà tuy nhiên, thưa quý vị và các bạn, giữa lúc du học sinh cũng đang nóng lòng quay trở lại Mỹ học tập, hoặc là những bạn đã có mặt ở Mỹ cũng nóng lòng được xem là tới bao giờ mình có được sự bảo vệ này, thì xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin đó với giáo sư Cường Nguyễn ngày hôm nay. Thưa giáo sư, nói về vaccine cho du học sinh, thì hiện bây giờ thông tin từ các trường học có được theo chỉ dẫn của CDC là cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ thì như thế nào, thưa giáo sư? Theo chúng tôi được biết thì cái vấn đề vaccine mặc dù nó tiến triển rất là nhiều ở Mỹ, nhưng cái vấn đề distribution là để đưa đến các tiểu bang nó vẫn còn có sự không có được theo cái ý muốn của họ. Theo cái chính sách về vaccine cho các đại học thì theo tôi biết thì các đại học chưa có đại học nào bắt buộc các sinh viên phải có vaccine, tại vì đúng theo cái tinh thần dân chủ ở Mỹ thì đôi lúc có những cái vaccine khác, giống những bệnh tật khác mà nhiều sinh viên họ, thì vì vấn đề tôn giáo hay là sao thì họ có thể không có vaccine mà vẫn đi học được như thường. Nhưng mà theo cái COVID vaccine thì hiện tại chưa có đại học nào bắt buộc các sinh viên phải có vaccine mới được đi học. Theo tôi biết thì nếu mà muốn đi học thì phải theo những cái điều kiện tổng quát, giống như là phải có test, nếu mà đi Xét làm nghiệm test cũng xong phải. rồi, làm xét nghiệm xong rồi mà được âm tính, có nghĩa là negative, thì các sinh viên có được đi học như các sinh viên ở Mỹ. Nhưng mà nếu mà có triệu chứng về COVID thì phải được Cách coi như ly bị quarantine, hai cách tuần. ly 2 tuần, tối thiểu 2 tuần trước khi đi học. Chứ Dạ. cái vấn đề vaccine thì chưa đến cái mức là phải bắt buộc tất cả các sinh viên phải vaccine mới được đi học. Thì theo tôi biết cái vấn đề vaccine ở Mỹ nó vẫn còn có những cái vấn đề, giống như là nhiều người họ chưa tin tưởng về vấn đề vaccine. Bởi thế theo cái thống kê tôi biết là chỉ có 1/3 các sinh viên và họ muốn là có vaccine trước khi đi và đi học. Bởi thế là bắt buộc các sinh viên ngoại quốc mà có vaccine là cái chuyện đó cũng chưa có chưa chưa thể hiện được. Dạ vâng, như vậy là tại Mỹ thì cũng chưa bắt buộc là các bạn phải được tiêm chủng rồi mới được vào nhập học, và đối với những du học sinh từ nước ngoài thì cũng chưa bắt buộc là các bạn phải tiêm chủng trước khi qua tới Mỹ để học, phải không thưa giáo sư, cho Vâng, tới theo thời điểm này? chúng tôi biết là như vậy, tại vì nói chung ra thì ở trong nước Mỹ tất cả các dân chúng cũng chưa được vaccine nữa, mà làm sao mà mình phải yêu cầu các sinh viên ngoại quốc mà để được vaccine vào, tại vì có những cô vừa mới nói xong là qua những cái ưu tiên, có những cái giai đoạn từ 1A, 1B, 1C cho đến 2 thì các sinh viên mới mới có những cái vaccine ở Mỹ có được vào khoảng tối gọi là sớm nhất là trong khoảng tháng 4, tháng 5. Nhưng mà bắt đầu tụ học trong tháng giêng rồi bắt đầu hôm nay là đường đại học chúng tôi là bắt đầu chương trình giảng dạy lại rồi, và cái nhiều trường họ đã bắt đầu từ tuần vừa rồi, thì làm sao mà trong trong khi mà dân Mỹ chưa được vaccine mà làm sao mà mình đòi hỏi các sinh Dạ, viên ngoại như quốc vậy thì mình không đòi hỏi, nhưng mà về phía chỉ dẫn của nhà chức trách y tế đối với các trường đại học hiện nay, thưa giáo sư, họ hướng dẫn các trường như thế nào trong vấn đề vaccine COVID cho học sinh nói chung và cho du học sinh nói riêng?
Cái thứ nhất là họ khuyến khích nếu mà có khả năng thì các sinh viên nên lấy vaccine, tại vì cái vaccine nó giúp đỡ cho các sinh viên bớt có cái cơ hội để mà bị cái COVID. Nhưng mà theo chúng tôi biết thì CDC họ cũng khuyến khích các trường đại học không phải bắt buộc về vaccine, nhưng mà khuyến khích các sinh viên phải đi chẩn nghiệm, coi như là coi thì là có COVID hay không. Mà nếu mà không thì đi học, thì trong thời gian đầu giống như theo đại học chúng tôi bắt đầu các chương trình giảng dạy vào hôm nay, ngày hôm nay, và tất cả các lớp học đều là online cho tối thiểu là 2 tuần, để làm sao trong cái thời gian đó các sinh viên nào mà có cái triệu chứng về COVID thì có thể mình ở trong quarantine là cách ly, cách ly được 2 tuần đó. Và sau đó có một số lớp, giống như số lớp tôi dạy thì cũng tiếp tục là trực tuyến, còn một số lớp học khác mà trực diện, có nghĩa là đi học face to face, thì họ bắt đầu cái chương trình đó. Thì hiện tại mỗi đại học có những cái hệ thống khác nhau để ứng biến lại cái đại dịch COVID. Thì theo tôi biết thì CDC họ không có bắt buộc gì vấn đề vaccine, họ chỉ yêu cầu là theo những cái guideline, những cái yêu cầu về xét nghiệm và về giãn cách xét nghiệm, có nghĩa là nên thử nghiệm trước khi đi, và nếu mà không thì vẫn là đi học, nhưng mà khi trong lớp học thì cũng phải ngồi cách xa nhau tối thiểu là 6 feet. Bởi thế là có rất là nhiều vấn đề, giống như chúng ta nói trong tuần vừa rồi, là những cái vấn đề làm sao để mình giải quyết được những cái lớp học, tại vì đâu phải lớp học nào cũng rộng lớn để cho các sinh viên ngồi. Bởi thế một số lớp ở trường đại học vẫn là trực tuyến hoàn toàn, hay là trực tuyến và trực diện, và một số hoàn toàn là trực diện, thì tùy theo cái nhu cầu của sinh viên. Dạ, nhưng mà một số trường cẩn thận như giáo sư nói là họ bắt đầu một cái học kỳ mới bằng cách là trực tuyến hoàn toàn trong nửa tháng đầu, để xem như đó là cũng là một giai đoạn cách ly cho những người có thể có triệu chứng hoặc là không có triệu chứng về COVID. Dạ, thì cái đó cũng là an toàn cho tất cả mọi người trước khi là bước vào là đi học trực diện, hoặc là với một cái biểu chương trình thời khóa biểu là xen kẽ nửa trực diện nửa trực tuyến. Dạ vâng, thưa giáo sư, nhưng mà hiện bây giờ CDC có cho biết là khi mà vaccine mà tới giai đoạn là được cho tất cả rộng rãi trong quần chúng đó, thì các trường học sẽ phải tiến hành như thế nào? Vaccine có được phân phối tới từng trường học để các phòng y tế của các trường là nơi trực tiếp gọi là triển khai vaccine cho các học sinh trong trường, hay là họ có một cái hướng dẫn nào cho mình biết là tương lai kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh này sẽ như thế nào, ở đâu hay chăng? Theo chúng tôi biết, tại vì bây giờ hiện tại ở nước Mỹ mới có chính phủ mới, thì cái chương trình về để mà đưa các vaccine cho đến các tiểu bang nó có thể thay đổi. Nhưng mà theo tôi biết thì chưa có chỉ thị nào từ từ CDC cho đến tất cả các trường. Thường thường là có những chỉ thị đó có liên quan đến và ảnh hưởng cái cách thức mà mình về cái vấn đề vaccine đó, thì đó cho đến các tiểu bang mà thôi. Thì tùy theo các tiểu bang, nhiều tiểu bang họ theo những cái lời yêu cầu của CDC 100%, nhiều tiểu bang họ thay đổi tùy theo cái những cái vaccine họ có bao nhiêu và cái số lượng người cần dùng bao nhiêu. Bởi thế hiện tại để trả lời câu hỏi của cô là không có chỉ thị nào rõ ràng từ CDC đến các trường đại học. Theo tôi biết thì những cái chỉ thị đó là có thể là ảnh hưởng cho đến các tiểu bang mà thôi. Dạ vâng, như vậy thì mình biết là trong từng trường học nó có từng cái phòng y tế riêng, và cái nơi đó cũng là cái nơi chăm sóc y tế trực tiếp nhất, là gần gũi nhất đối với du học sinh nói riêng cũng như là đối với toàn bộ sinh viên của trường nói chung. Thì chưa có chỉ thị nào để các trường chuẩn bị cho mình một cái hệ thống để tiếp nhận vaccine và triển khai như thế nào, thì mình cũng phải chờ xem thông tin sắp tới như sau. Tại vì cũng có những cái sự thay đổi trong cái chính sách phân phối vaccine giữa chính quyền cũ và chính quyền mới, thì mọi thông tin đó chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn trong thời gian sắp tới. Nhưng mà thưa giáo sư, hiện bây giờ thì mình biết là những nơi công cộng, những nơi chăm sóc sức khỏe công cộng ở bên ngoài trường học, giả sử như là những cái nhà thuốc Tây, hoặc là những cái nơi gọi là Walmart, tức là những cái dây chuyền bán lẻ lớn chẳng hạn, thì họ cũng đã tính toán tới cái phương thức là họ sẽ phân phối vaccine cho người dân. Thì tuy nhiên nếu như vậy thì du học sinh có là một đối tượng được phục vụ tại những cái nơi này hay không, thưa giáo sư? Cái thứ nhất là cái tùy theo cái
cái ưu tiên đến bây giờ theo chúng tôi biết là có những cái tầng lớp ở trên là người mình phải lo lắng trước là cái phase 1A, 1B và 1C. Đến 1, đến 2 point đó gọi là cái phase 2 á, thì các sinh viên mới được hưởng. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ bất cứ sinh viên nào mà tới các những cái chỗ mà Walmart, Giant, mình mà bỏ tiền ra mình mua, người ta cũng không có chịu làm cho mình, tại vì những cái thuốc về vaccine đó họ dành ưu tiên cho những người trong cái phase 1A và 1B, 1C trước đã. Các sinh viên ở ngoại quốc hay là các sinh viên quốc nội mà còn khỏe mạnh thì phải đợi đến phase 2, có nghĩa là sớm nhất là chắc là tháng 4 mới được. Và cái câu hỏi của cô có thể trả lời, nếu mà trong tháng 4 nếu được thì mình phải làm như thế nào, đúng không cô? Dạ vâng, trong trường hợp mà nó ra tới đại chúng rồi đó, là ra tới những cái giai đoạn cuối cùng cho mọi người đó, thì những du học sinh có nằm trong cái diện được phục vụ tại những nơi đó hay không? Hay là họ bắt buộc là phải đi theo bảo hiểm và theo trường học? Cái thứ nhất là mình nghĩ rằng là ở Mỹ họ có cái chương trình gọi là CARE của chính phủ. Chương trình này là đặc biệt để đặt ra để lo lắng về vaccine cho tất cả các người trong nước Mỹ, người ngoại quốc hay không ngoại quốc, tại vì khi họ vaccine cho những người ngoại quốc là họ bảo vệ cho những người ở trong trong nước họ. Bởi thế trong chương trình CARE có nghĩa là các sinh viên nếu có bảo hiểm, không có bảo hiểm thì cũng được. Đến cái thời kỳ tôi nghĩ rằng bây hiện tại là người ta cho ưu tiên vào cái phase 1A, 1B và 1C trước, và cái phase này không có cho những cái sinh viên quốc nội và ngoại quốc, tại vì những số sinh viên đó là trong cái giới trẻ mà có thể khỏe mạnh. Vào khi đến lúc mà cái phase 2 đến rồi, có nghĩa là vào tháng 4 hay là tháng 5, thì các sinh viên ngoại quốc giống như các sinh viên quốc nội được hưởng cái quyền lợi là được vaccine mà không phải trả tiền, là free đó. Và bây giờ chúng ta có thể nói vào những cái chi tiết như thế nào, là khi nào thì phải trả món tiền gì và khi nào và trả những món tiền nào. Thì tôi cũng có thể là tóm tắt lại rằng là nếu các sinh viên ngoại quốc, chắc chắn là bắt buộc là các sinh viên ngoại quốc là họ phải mua bảo hiểm trước khi được tự vào trường. Và tùy theo cái chương trình bảo hiểm, nếu mà không mua bảo hiểm và thì các sinh viên đó vẫn có cái quyền lợi là được vaccine vào đúng cái thời hạn mà đã được, là giống như vào tháng 4, tháng 5 khi cái phase 2 đã đến rồi. Và cái sự vaccine đó là hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà đến khi mà có hai cái chi phí trong đó, một cái đầu tiên đó là phải trả tiền cho cái vaccine đó, và cái thứ nhì là cái chi phí về coi như là hành chánh, gọi là administrative fee. Thì cái đó nếu mà mình có bảo hiểm và cái bảo hiểm đó họ cover cho cái tiền tất cả cái gì liên quan đến vaccine, thì cái hãng bảo hiểm đó họ sẽ trả cho mình. Và nếu mà cái bảo hiểm đó không có cover cái đó thì các sinh viên họ trả, nhưng mà tối đa thì tôi nghĩ rằng là chỉ có đến $50 để cho hai cái shot cho cái vaccine mà thôi. Bởi thế cái quan trọng nhất là các sinh viên trước khi đến Mỹ là phải coi thử rằng là cái hãng bảo hiểm nào có những cái trường hợp như thế nào. Thì tối thiểu nếu mà mình mua bảo hiểm mà không có cover cho cái vaccine đó, thì tối đa thì các sinh viên chỉ trả $50 mà thôi. Và nếu không có bảo hiểm thì giáo sư có nói rằng là cái vaccine một khi mà tới giai đoạn cho các bạn học sinh, du học sinh đó, thì những người du học sinh, tức là không phải là giấy tờ hợp lệ cư thường trú nhân hoặc là quốc tịch Mỹ, thì họ có được miễn phí hay không? Đó là câu hỏi đầu tiên. Có miễn phí hay không thưa giáo sư? Đương nhiên, tất cả các người ở trong nước Mỹ, bất cứ ở từ nước nào vào, có nghĩa rằng là các sinh viên ngoại quốc đến nước Mỹ học, thì các sinh viên đó có bảo hiểm hay không bảo hiểm là tự động là sẽ được vaccine miễn phí. Dạ, như vậy thì nếu vaccine miễn phí đó thì mình có phải lo cái vấn đề là có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, và bảo hiểm mình có trả hay không? Nếu là miễn phí rồi thì đâu có cần phải nghĩ tới vấn đề là bảo hiểm của mình như thế nào thưa giáo sư? Cái thứ nhất, mình phải biết rằng là muốn đi nhập học ở một trường đại học nào ở nước Mỹ phải có bảo hiểm về sức khỏe, thì cái đó không tránh được. Nhưng mà khi mình mua bảo hiểm thì mình có nhiều cái lựa chọn, có nhiều cái bảo hiểm nó có nhiều cái
cái hạn, có nghĩa là mình có thể mua bảo hiểm cho để được đạt được cái mục tiêu để đi học ở các trường đại học ở Mỹ, nhưng mình có thể chọn nó rẻ hơn là nếu mà mình không có chọn để mà cover cho cái COVID thì nó có thể rẻ hơn, nếu mà có cover cho COVID thì nó đắt hơn, nhưng mà trước sau gì mình cũng phải có bảo hiểm mới được đi học ở nước Mỹ. Dạ, như vậy thì có thể hiểu rằng là cái vaccine này đối với du học sinh là không có miễn phí, nó phải được chi trả bằng cách là các bạn có bảo hiểm của các bạn và bảo hiểm của các bạn là người đứng ra chi trả cho các bạn chứ không miễn phí cho du học sinh, phải không Đâu, thưa giáo sư? cái thứ nhất là mình phải hiểu rõ ràng nếu các sinh viên mua cái bảo hiểm mà không có cover COVID thì có thể rẻ hơn là cái bảo hiểm có COVID. Nhưng mà nếu các sinh viên mua bảo hiểm mà không có cover về COVID thì vẫn có quyền đi học ở nước Mỹ. Nhưng đến khi nhận được vaccine thì vẫn là free. Tại vì cái theo luật của Mỹ là mình có bảo hiểm hay không có bảo hiểm thì cũng phải được cái quyền lợi đó. Tại vì họ muốn bảo vệ tất cả các người ở Mỹ. Nếu mà có một số người tại vì không có tiền để mua bảo hiểm mà không có vaccine thì những người đó họ có thể bị COVID và mình phải bị truyền qua những người khác. Chúng ta nói vào cái tình trạng của các sinh viên nếu mà mua bảo hiểm mà không có COVID thì cuối cùng trước sau gì mình cũng có được được vaccine mà được miễn phí. Mà nếu mà có bảo hiểm mà không được COVID thì cuối cùng mình phải trả những cái chi phí về vấn đề mà gọi là vấn đề điều hành nó có về administrative fee đó, thì cái đó là cái chi phí mà để mà dịch vụ đó, dịch vụ thì mình phải trả. Nhưng mà trước sau Dạ, như vậy tóm lại có thể hiểu rằng là các du học sinh tới Mỹ học là đã phải có một cái chương trình bảo hiểm riêng cho mình rồi, dù ít, dù nhiều, dù mắc hay là dù rẻ. Cơ bản là các bạn cũng phải đã có một cái chương trình bảo hiểm cho cá nhân. Thì cái chương trình bảo hiểm đó nó có thể là nó trang trải cho vaccine COVID hay không? Thì cái đó thông tin này chưa có được thông báo rộng rãi. Họ có thể có trang trải và họ cũng có thể là không, nếu như những cái chương trình các bạn mua nó quá cơ bản. Mà cho dù là cái chương trình các bạn mua cơ bản đi thế nào đi chăng nữa, thì tới khi mà vaccine COVID được gọi là triển khai rộng rãi toàn dân ở nước Mỹ thì các bạn cũng tới lượt được tiêm vaccine mà không phải lo tới vấn đề chi phí. Tại vì nói về vấn đề ngừa bệnh thì họ sẽ không có phân biệt là đó là một người trong nước hay là một người nước ngoài để mà ngừa bệnh trong cộng đồng. Đó là cái ý mà chúng tôi muốn nói đến. Thưa giáo sư, trong lúc này thì các hãng bảo hiểm đối với du học sinh đó, thì họ có những cái chương trình là bảo hiểm về COVID hay là bảo hiểm không về COVID hay như thế nào chăng, và cái gọi là chi phí khác biệt như thế nào theo chỗ giáo sư được biết? Thì có rất là nhiều loại bảo hiểm cho các sinh viên ngoại quốc. Tôi nói tóm qua cái hãng bảo hiểm mà nó rất là thông dụng là International Student Insurance, là ISI đó. Thì cái hãng này nó có nhiều cái loại. Cái thứ nhất là cái thấp nhất có thể là trả một tháng 31 đồng mà thôi. Thì cái đó nó không có cover cái gì nhiều, rất là tối thiểu, và có thể đến 179 đồng một tháng và có thể cover hết tất cả tùy theo. Thì bây giờ các bạn nên lên cái website của những cái hãng bảo hiểm mà mình cần để đi nước Mỹ và lựa chọn đúng theo cái nhu cầu của mình. Nhiều người họ muốn chắc ăn thì họ mua cái đắt nhất để nó cover hết tất cả các chi phí và có quyền lựa chọn các người bác sĩ ở trong network hay trong network ở ngoài. Và đến khi đến COVID họ cho mình 100%. Nhiều người họ muốn tiết kiệm thì họ mua cái thấp, và họ nghĩ rằng là họ khỏe mạnh, họ không cần nhiều, mà cùng lên đến khi mà COVID thì họ chỉ trả cái tiền về cái vấn đề mà administrative thôi, chỉ có 50 đô la mà thôi. Thì tùy theo cái sức khỏe và cái mức độ tài chính của các bạn nên điều nghiên tất cả các tin tức trước khi mình quyết định mua cái hãng nào và mua cái tầm mức nào. Nó có giống như chúng tôi đã nói là từ 31 đồng một tháng cho đến 179 đồng một tháng, thì các bạn cũng nên nghĩ rằng là cái mức độ nào mình cần thiết và tùy theo cái sức khỏe của mình. Dạ vâng, thưa giáo sư, trong lúc mà mình đã có vaccine ở Mỹ rồi thì mọi người quan tâm tới vấn đề vaccine, tuy nhiên cái vấn đề xét nghiệm
rất là quan trọng vào cái vấn đề điều trị, chữa trị COVID nếu như không may du học sinh trong lúc học tập ở Mỹ bị mắc COVID và bị trở nặng. Thì thưa giáo sư, đối với du học sinh á, thì nếu như họ muốn xét nghiệm COVID có miễn phí hay không? Nếu như họ bị COVID và phải vào nhà thương, phải vào bệnh viện để được chăm sóc sức khỏe vì COVID á, thì có được miễn phí hay không? Tại vì điều này đối với những người ở Mỹ đó, công dân Mỹ hoặc là những người thường trú nhân ở Mỹ thì họ được trang trải, họ không phải lo vấn đề chi phí. Nhưng mà đối với người nước ngoài, chẳng hạn như du học sinh, thì vấn đề này như thế nào hiện nay thưa giáo sư? Theo chúng ta đã nói rằng là cái chương trình care của nước Mỹ, họ lo lắng cho tất cả các người ở trong nước Mỹ. Bởi thế những cái người không ở trong nước Mỹ họ cũng lo lắng rằng là nếu mà không lo lắng cho những người này, để những người này không có cái COVID thì nó có thể ảnh hưởng đến những người khác trong nước Mỹ. Bởi thế các sinh viên quốc tế đến đây đương nhiên là phải có bảo hiểm mới được đi học rồi. Thì tùy theo cái cách lựa chọn trong khi mình mua bảo hiểm, tùy theo cái mức độ tài chính của mình được bao nhiêu và cái tùy theo sức khỏe. Thì khi các bạn lựa chọn một cái chương trình bảo hiểm nào là mua xong rồi, thì bây giờ thí dụ rằng là nếu các bạn mua mà có những cái lo cho mình tất cả cái gì liên quan đến COVID thì cái đó dễ dàng rồi, cái bảo hiểm họ sẽ được hoàn lại, trả tiền lại cho chính phủ, là họ sẽ cộng tác với các bảo hiểm đó để mà làm việc cho các bạn. Nhưng nếu các bạn quyết định mua những cái bảo hiểm rẻ hơn và không có phải lo lắng về COVID, cái thứ nhất là chúng ta đã nói ở trên thì cái vấn đề vaccine là free, nhưng mà các bạn phải trả cái chi phí về vấn đề mà administrative, về cái chi phí là tối đa là chỉ có $50 thôi, khoảng đâu 25 đồng cái shot đầu, và có khoảng đâu 30 đồng cái shot thứ nhì, là tổng cộng là chỉ $50 mà thôi. Cái đó là cho vaccine, còn đối với việc xét nghiệm và việc điều trị thì như thế nào ạ? Việc xét nghiệm nếu mà các bạn có cover từ các hãng bảo hiểm thì đương nhiên các hãng bảo hiểm họ sẽ lo lắng cho các bạn không phải lo lắng gì hết. Và nếu mà các bạn không có cái cover của COVID thì theo tôi biết thì các tùy theo cái tiểu bang, nhưng mà tôi biết là tất cả các phòng cấp cứu họ đều nhận các bạn vào và chữa trị và các bạn không phải trả tiền. Tại vì sao? Các người ở Mỹ, quốc tịch của Mỹ họ đi được như vậy thì các sinh viên ngoại quốc, nếu mình không có trả đủ nổi thì người ta cũng cho mình miễn phí. Tại vì họ lo lắng là nếu mà mình không có lo cho các sinh viên ngoại quốc này thì những người này họ sẽ truyền nhiễm qua những người khác. Dạ vâng, như giáo sư nói đó là về vấn đề y tế nói chung thì tất cả mọi người khi gặp tình trạng khẩn cấp thì sẽ được chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế đầu tiên trước khi nghĩ tới những cái chuyện chi phí, những cái chuyện viện phí, thì cái đó là họ tính sau. Sau khi họ đã chăm sóc sức khỏe cho mình đã phục hồi rồi, thì lúc đó họ có nhiều cái phương cách để mà tính toán, thanh toán, chi trả giữa mình và họ. Thì cái vấn đề đầu tiên là nói đến chuyện là tôi có bảo hiểm hay không, hay là tôi có bảo hiểm COVID hay không, tôi bệnh nặng như thế này, thì tôi có được ai lo lắng không? Thì cái câu trả lời là quý vị sẽ được lo trước. Khi mà nói tới chuyện thanh toán như thế nào, kể cả cho các sinh viên, du học sinh quốc tế. Thưa giáo sư, nhưng mà các bạn ở nước ngoài đó thì họ cũng thắc mắc là khi tới Mỹ, mỗi người du học sinh bắt buộc phải có một cái bảo hiểm, mua bảo hiểm, nhưng mà mua sớm, mua muộn như thế nào, và ngày giờ nào cái bảo hiểm nó bắt đầu chi trả, sớm nhất là tới lúc nào, có phải là lúc mà tôi vừa đặt chân tới Mỹ là tôi đã có bảo hiểm và được bảo đảm được an toàn về y tế rồi hay không? Hay là phải là khi nào tôi vào tới trường học, tôi thực sự là đi vào trường học và học hành, thì lúc đó bảo hiểm của tôi mới lo lắng cho tôi? Thì cái những cái chương trình bảo hiểm cho du học sinh đó, nó vận hành như thế nào, có hiệu nghiệm, tức là có cái giai đoạn là bắt đầu họ lo lắng cho du học sinh từ lúc nào thưa giáo sư? Cái câu hỏi này rất là tổng quát, nhưng mà tôi lấy theo ví dụ của trường đại học của chúng tôi và các trường đại học khác họ cũng theo như vậy. Thì bất cứ cái thời hạn mình học ở trường đại học nào bao nhiêu, thường thường các đại học họ bắt buộc mình phải mua đúng một năm học, có nghĩa là bắt từ thì tỷ dụ bắt đầu vào tháng giêng thì mình có ở lại trường hay không, thì họ bắt buộc mình phải mua nguyên cả năm từ tháng giêng của năm đó cho đến tháng 12 của năm đó. Thì nếu mà các bạn bắt đầu vào học vào tháng 9, có nghĩa là vào mùa thu,
thì thường thường họ bắt buộc mình phải mua từ tháng 9 năm đó cho đến tháng 9 năm sau. Tại vì đôi lúc nếu mà mua ngắn hạn, mình chỉ mua cho đến cuối semester, và nếu mà mình không có bảo hiểm trong mùa hè thì nó cũng nguy hiểm cho các sinh viên. Thường thường mà mua cả năm thì nó rẻ hơn là mình mua chỉ 6 tháng mà thôi. Bởi thế các sinh viên thường thường họ mua nguyên cả năm, từ tháng 9 cho đến tháng 9 năm sau, hay từ tháng Giêng cho đến tháng 12. Dạ vâng, còn đối với cái trường hợp đặc biệt lúc này là do đại dịch Covid á, thì có nhiều bạn họ tới Mỹ chậm trễ, thay vì là họ dự tính là cái ngày qua nhập học là như thế này, nhưng mà do Covid thì họ bị trì hoãn. Thì cái lúc mà họ trong thời gian họ bị trì hoãn đó thì họ có thể cũng trì hoãn luôn cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe không? Khi nào mà họ bắt đầu tới Mỹ học tập thì lúc đó mới bắt đầu mua chương trình bảo hiểm được không thưa giáo sư? Hay bắt buộc là phải I-20 lúc nào, nhập học lúc nào là phải mua lúc đó mặc dù có mặt ở Mỹ hay chưa? Theo chúng tôi biết thì nếu các bạn bị chậm trễ về vấn đề COVID và có thể trễ 1 tháng hay là 2 tháng, thì theo tôi biết các trường đại học ở Mỹ họ không có cho phép. Họ cho phép có thể là tới trễ tối đa từ 1 đến 2 tuần mà thôi. Tại vì nếu mà trễ quá thì không có theo kịp trong các lớp học. Bởi thế mặc dù mình có được trễ bao nhiêu thì mình cũng nên mua bảo hiểm để từ cái năm đầu. Tại vì nói chung lại thì nếu mình trễ một tháng thì không có được đi học, thì mua bảo hiểm làm gì, thì trước sau gì thì mình cũng không có được qua Mỹ để đi học. Mà nếu mà các đại học họ cho chậm trễ 2 tuần thì chắc chắn là mình cũng phải mua bắt đầu từ đầu tháng 9 cho cái mùa này. Có nghĩa là vào tháng Giêng là mình nên mua cho rồi, cho nó xong. Tại vì khi mà các trường đại học họ cho cái... nhận các sinh viên được nhận vào đi học thì họ gửi những cái tin tức về các chương trình, về thông tin về những cái bảo hộ bảo hiểm, và yêu cầu các sinh viên phải có bảo hiểm trước khi bước chân lên trên cái công viên của đại học. Bởi thế nếu mà mình trễ về 2 tuần thì cũng nên mua từ đầu tháng, từ đầu tháng Giêng cho đến cuối năm này cho rồi. Tại sao mình đợi gì cho đến vài ngày sau không có được lợi bao nhiêu? Dạ vâng. Còn trong trường hợp thí dụ như một người đang học ở Mỹ và sau đó có đi ra khỏi nước Mỹ đi về nước, nhưng mà do Covid lại không trở lại kịp cái thời khóa biểu, không trở lại kịp và phải học từ xa, hoặc là những bạn mà mới được nhập học ở Mỹ nhưng mà do Covid cho nên là không tới Mỹ để học tận nơi mà là cũng học từ xa, tức là chương trình trực tuyến trong lúc Covid xảy ra đó, thì cái quy định về bảo hiểm sức khỏe có áp dụng không thưa giáo sư? Cái thứ nhất là cái bảo hiểm là để mà nó bảo vệ cho mình và khi mình ở trong cái khuôn viên của đại học. Nếu mà các bạn nói với các đại học cho họ biết rằng là mình được đi học ở nhưng mà học sẽ học online từ Việt Nam, thì trong những cái thời gian mình không có ở ở đại học đó thì họ có thể waive cho mình miễn cái những cái điều kiện là mình khỏi phải mua học mua cái bảo hiểm cho cái thời kỳ đó. Và tùy theo, nếu mà đã có bảo hiểm rồi mà phải về Việt Nam thì mình có thể thương lượng với các bảo hiểm lấy cái tiền lại, lấy refund lại. Theo tôi biết là những cái hãng bảo hiểm và các trường đại học ở Mỹ họ rất là thông cảm cho tất cả những cái trường hợp, tùy theo case by case. Có nghĩa là mình phải liên lạc họ và mình phải nói rõ ràng cái chương trình. Thường thường họ rất là công bằng, có nghĩa là mình không có cần thì họ sẽ trả tiền lại cho mình. Dạ vâng, và thường thường đó là trong cái thời buổi bình thường thì các bạn du học sinh trước khi được qua Mỹ học tập có cái I-20 rồi và bắt đầu đi tới Mỹ đó, thì họ có yêu cầu là các bạn du học sinh đó phải có kiểm tra sức khỏe để biết là những người này khỏe mạnh, không mang mầm bệnh, không mang bệnh vào nước Mỹ hay không, trong trường hợp bình thường, và bây giờ trong đại dịch Covid thì có một cái yêu cầu về xét nghiệm Covid trước khi qua Mỹ học tập hay không thưa giáo sư? Trước khi mà có COVID thì cái vấn đề đó nó rất là dễ dàng. Có nghĩa là họ yêu cầu các sinh viên không có, hiện tại không có bệnh tật gì để đến. Và tùy theo trường đại học, nhiều trường đại học họ rất là gắt, là họ bắt phải có cái chứng chỉ là free up, kiểu mà có. Họ chỉ có đòi hỏi là mình có những cái vaccine tổng quát và yêu cầu rằng là mình phải khỏe mạnh trước khi vào trường thôi, chứ không phải là có những cái chứng chỉ gì đặc biệt hết. Nhưng mà theo tôi biết thì hiện tại, tại vì cái tình trạng COVID thì các trường đại học họ yêu cầu các sinh viên quốc nội và quốc ngoại phải có cái về testing, xét nghiệm COVID, về xét nghiệm trước trước khi mà bước chân lên công viên của trường.
Dạ, đó Xét là quy nghiệm là định cái của vấn đề cái đòi hỏi mà mới của các đại học, tại vì họ áp dụng cái xét nghiệm này tới tất cả các sinh viên đi học ở Mỹ, thì họ cũng bắt buộc các sinh viên ngoại quốc cũng theo như vậy. Tại vì làm như vậy thì họ bảo đảm là những người này không có COVID, mà nếu có COVID thì phải bắt tối thiểu ở nhà, có thể tới Mỹ rồi nhưng mà hai tuần không cách được, ly. có thể là ở trong dormitory mà cách ly 2 tuần trước khi Dạ. cho nhập học. Vâng. Dạ, đó là quy định của từng trường, tức là họ cũng yêu cầu có một cái xét nghiệm âm tính COVID trước khi nhập học trực diện. Nhưng mà tuy nhiên, ngoài ra đó, đối với những bạn mà chưa trở lại Mỹ kịp thời hoặc là các bạn mới bắt đầu đi du học ở Mỹ trong cái thời điểm đại dịch COVID này đó, thì với tân chính quyền mới tại Mỹ là chính quyền của ông Biden cũng đã bắt đầu có cái quy định là tất cả những người nào từ nước ngoài khi bước chân vào Mỹ đó thì cũng phải có một cái kết quả xét nghiệm COVID âm tính trong vòng 48 hoặc là 72 giờ đồng hồ, tức là trong vòng 3 ngày trước khi quý vị đặt chân tới tới Hoa Kỳ. Thì nếu mà quý vị có cái kết quả xét nghiệm đó, đó thì mới được vào nhập cảnh vào nước Mỹ. Thì đó là những cái quy định mới đang được triển khai tại Mỹ trong lúc mà nước Mỹ đang đối phó với đại dịch COVID giữa mùa đông này. Thì đó là quy định chung, cho dù quý vị đi học hay là đi làm hoặc là đi thăm thân nhân hay là đi bất cứ một cái trường hợp nào cũng vậy, vào nước Mỹ phải có kết quả xét nghiệm trong vòng 3 ngày trước khi đặt chân tới Mỹ là âm tính thì mới được. Thì đó là cái quy định chung tại hải quan, tại cửa khẩu của Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với những người đi học tại những cái trường học tại Mỹ đó, thì trường học cũng có quy định riêng là các học sinh trước khi bước vào lớp học phải có cái kết quả xét nghiệm âm tính cũng ít nhất là 3 ngày trong thời gian gần nhất trước khi nhập học thì mới đủ an toàn mới được vào lớp học. Còn nếu không thì họ sẽ yêu cầu các bạn học tại gia trực tuyến hoặc là chờ đợi sau 2 tuần cách ly. Thưa giáo sư. Dạ, Và cảm ơn. quý vị nên nhớ rằng là đây chúng ta nói là những tin tức rất là tổng quát, những thông tin rất là tổng quát cho các đại học ở nước Mỹ. Nếu mà muốn chắc hơn là trước khi quý vị bước chân đến nước Mỹ nên liên lạc thẳng các trường đại học mà quý vị tới học, tại vì mỗi đại học có những cái điều luật nó khác nhau. Đây là nói tổng quát thôi, không phải là cho đúng cho tất cả các trường đại học ở nước Mỹ. Dạ, từng trường hợp cụ thể cũng sẽ tùy vào từng địa phương, từng tiểu bang hoặc từng thành Từng tiểu phố. bang, vâng, Dạ, tại vì mỗi nơi tiểu bang có họ có những cái điều luật khác nhau. vâng, tùy theo cái tình hình COVID đó là nặng hay nhẹ mà họ có những cái quy định gắt gao hơn hay là nhẹ nhàng hơn đối với COVID, đối với du học sinh nước ngoài trong lúc này. Dạ, cảm ơn giáo sư thật là nhiều. Mình đã hết thời gian cho chương trình ngày hôm nay rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình mỗi tuần. Tuần tới mình sẽ tiếp tục những thông tin mới liên quan tới du học sinh giữa đại dịch COVID. Và chương trình của chúng tôi bắt đầu từ thứ hai là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, tối thứ hai mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Một lần nữa Trà My xin cảm ơn giáo sư thật nhiều về thời gian và những thông tin dành cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị thật nhiều đã theo dõi chương trình đến phút cuối và chúng tôi mong được đón tiếp quý vị mỗi thứ hai hàng tuần để nói về hỏi đáp du học Hoa Kỳ với những thông tin mới nhất liên quan tới du học Mỹ, giáo dục Hoa Kỳ, giữa đặc biệt là tình hình chăm sóc du học sinh, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe giữa đại dịch COVID. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chào tạm biệt. Xin chào cô, chào quý vị.